Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh YouTube Tết Taara của mình nhé. Hôm nay rất vui gặp lại anh em ở clip lần này nè. Cuối mùa rồi, không biết anh em đang ở bên gì nè. Cái nick này, nick nhỏ của mình, cuối mùa rồi mình vẫn chưa reset nữa. Hôm nay nó vẫn còn ở tên anh 4, tên anh 3 nha anh em. Ok, trận này mình sẽ đi rừng nha anh em. Taara đi rừng thì phải nói là bị đồng bọn chắc cũng sẽ rất là phản đối luôn nha anh em. Nhưng ok, lâu lâu làm một cái clip đi rừng cho anh em xem giải trí thôi nha anh em. Video chỉ mang tính chất giải trí thôi, nhưng cố gắng mình sẽ cố gắng chơi thật hay trong trận này để anh em nào lỡ có đam mê vị tướng này, lỡ buồn cũng lấy ra đi rừng thử xem sao nha anh em. Ok, anh em xem video nếu thấy hay và vui hoặc là có ích cho mình thì ok, các anh em hãy ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh, một nút like, một cái chuông để đón nhận những xem những video mới nhất của mình nha. Ok, bấm đăng ký kênh thì nó sẽ không có mất mát gì hết, nên anh em cứ đăng ký cái kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm clip tiếp theo cho anh em xem nha anh em. Ok, mình đã lên được cấp 4 rồi nha anh em. Lên phía trên nó đang tay mình đang giao tranh khá là dữ dội. Thôi mình tranh thủ farm thôi, tại cái tính chất tướng này thì nó farm hơi chậm nên mình sẽ cố gắng tranh thủ farm nha anh em. Rixi khá là ít máu luôn. Ok, mình sẽ kết liễu để làm Rixi mạng của mình lại đầu của mình nè. Ok, team mình chơi cũng khá là hay khi mới vô ở phút thứ 2 mà team mình đã 4-0 rồi, 5-0 luôn cho mình luôn anh em ơi. Ok, trận này chắc có lẽ là diễn ra khá là trôi chảy khi mà mới vô team mình được 5-0 rồi nha anh em. Ok, rút lui thành công luôn. Còn dí theo nữa các bạn, dí không? Lụm nó luôn. Hèn quá nên đó, mình còn ngồi cái trừng trị nên mình nó hạ luôn mạng Rixi rồi anh em ơi. Chết rồi, mạng nó tham quá làm chết luôn rồi nha anh em. Ok, không sao. Chết rồi thì mình cố gắng mình gỡ lại cút xa thôi anh em ơi, không sao đâu. Taara mà càng lép game nó càng trâu mà anh em ơi, không sao đâu anh em. Trận này mình sẽ lên có một số đam cho nó luôn, trên nó thiệt là bá đạo luôn nha anh em. Ok, bản ngọc trong trận đấu hôm nay mình sẽ lên bản ngọc cho nó, ngọc đỏ 10 viên, tóc đánh máu giáp, ngọc tím 10 viên, công vật lý tốc chạy và ngọc xanh 10 viên máu tối đa giảm hồi chiên nha anh em. Ok, cố gắng farm nha anh em. Còn này thì tính chất nó farm hơi lâu nên là mình cố gắng farm thôi. Nhưng mà thấy tem giao tranh thì mình vẫn vô phụ giao tranh với tem nha anh em. Ok, ăn con bùa xanh này xong mình sẽ lên giao tranh khu vực đường rồng nha anh em. Khu vực đường top thì bạn Tachi chắc chơi cũng ổn rồi, mình sẽ không ganh bằng đường top nhiều nha anh em. Mình cố gắng ganh khu vực đường rồng để ép cái lên đường rồng luôn. Đường top mới vô thì nó còn cái lớp giáp ảo nên mình cũng sẽ không có ganh luôn. Ok, bạn Ryuma này khá là hộ báo anh em ơi, hộ báo với chúng tôi này. Ok, 3-1-1 dành cho mình anh em ơi. Tay mình cũng chết lại hết 4 mạng rồi. Ok, mình cố gắng con rồng này rồi cho lấy lợi thế cho tem đầu game nè anh em ơi. Cố gắng chơi đi rừng thì mình cố gắng ăn những mục tiêu lớn để giúp tối ưu hóa sức mạnh cho mấy cho tem mình nha anh em. Ok, Violet được bọc một lớp giáp khá là dày luôn, mình không giết được nó rồi anh em ơi. Rồi xong. Pha này combat hơi lỗi tại vì team mình hơi hổ báo anh em ơi. Ban trụ giết người ta và cái kết luôn anh em ơi. Cái kết là team mình nó chết muốn hết luôn. Chết 3 bạn luôn rồi anh em ơi. Ok, không sao đâu. Tỷ số nó cũng gần trên là gần bằng với nhau luôn rồi anh em ơi. Nói chung mới vô xanh quá thì nhiều lúc cũng hơi hổ báo và cái kết luôn. Mình cố gắng nên đẩy đám lính này để nó đẩy mất cái trụ của mình nha anh em. Tèm bạn có 3 con luôn, mình ban vô dứt 3 con luôn em ơi. Tèm mình đi lên rồi nên mình sẽ cố gắng farm tiếp anh em ơi. Tập trung farm là chính thôi. Rồi xong rồi. Nó ban trụ giết luôn thêm mình rồi anh em. Thêm bạn cá là hổ báo luôn. Tỷ số là 99 rồi nè. Cực kỳ căng thẳng luôn. Trời ơi, Rixi chạy kìa. Trời ơi. Bạn Rixi chạy thoát rồi anh em ơi. Cú này mình không biết mình thoát không nữa. Ok, mình thoát được rồi nha anh em. Cố gắng trả thù anh Rixi nè. Hồi chiêu 1 là mình bay vô giết nó luôn nha em. Này thì hổ báo với chúng tôi. Ok, 2 con cá hết máu. Mình sẽ ban trụ luôn nha em. Ok, 622 dành cho mình rồi. Đây mình chết cũng khá là nhiều luôn. Càng này mình sẽ lên đam cho nó nên mình sẽ lên một cây thương long để lấy cái lượng hồi chiêu và lấy lượng đam cho con Taara nha anh em. Taara đi rừng mà lên full thủ thì nhiều lúc nó trâu thật sự nhưng mà nó không có đủ đam để kết liễu đối phương đó. Nên mình sẽ lên cho nó một cây thương long để có một xíu đam nữa, kèm theo một chút hồi chiêu nữa làm hồi chiêu rất là nhanh luôn nha anh em. Chơi cực kỳ bá luôn. Này mở comeback thì mình chết hết rồi anh em ơi. Ngộ Không khá là gay gắt khi mà dí mình liên tục, mà hết mana rồi mà cũng dí mình nữa nè anh em. Chạy mình để chạy hồi chiêu rồi mình sẽ giết nó luôn nha anh em. Hết chiêu thì lấy gì chơi bạn ơi. Ok, chết luôn bạn Ngộ Không rồi anh em ơi. Hết chiêu mà được cái hổ báo. Tranh thủ đẩy đấm đánh lên anh em. 722 dành cho mình rồi. Trận này tay mình chơi hơi yếu nha anh em. Cái khúc đầu mình thấy chơi khá là im luôn mà khúc này giống như ảo tưởng sức mạnh. Khúc đầu quyền quá xanh nên là ảo tưởng sức mạnh rồi, bây giờ lại để tem bạn lấy là lợi thế rồi. Ok, tem bạn có con Rixi khá là khó chịu nên mình sẽ lên một cái món kháng phép chống lại nó nha anh em. Tem mình lại chết hết nữa rồi. Trận này hơi gắt nha anh em. Tem cứ chết liên tục như vậy là một mình không thể nào chống lại nó nữa. Ryuma kết liễu tem mình khá là nhiều luôn, mình sẽ cố gắng chấm dứt thằng Ryuma để lấy 800 vàng nha anh em. Ok, chấp bạn cái anti luôn. Chấp bạn một cái anti luôn, 800 vàng rồi. Thôi bỏ anh em ơi, mình hết anti rồi. Lấy lợi thế cho tem mình nè. Ok, giết theo bạn nhớ, giết bạn AD cho bạn luôn anh em. AD với chúng tôi này, AD với chúng tôi. 922 rồi anh em ơi. Đội hình theo mình thì hết game chỉ có AD là hơi yếu thôi, còn đội hình cũng khá là ok luôn em. Có bạn Nata và có bạn Tachi nữa. Những tướng hết game khá là ok luôn em. Bạn Ryuma này lại giết thêm mình giết nữa nè. Ỉ nó xanh rồi nó cái giết Tachi nó quất lên luôn. Quay lại Tachi ơi. Chạy hộ bạn ơi. Ok, mình đã lên được cái huân chương tron cho nó rồi. Giờ mình sẽ lên một món làm chồng là áo chồng quân giá cho anh em. Cái áo chồng quân giá kèm thêm cây thương long nữa là cái lượng hồi chiêu sẽ giảm maximum luôn em ơi. Mười hai dành cho mình ở phút thứ 10 rồi em ơi. 1 phút 1 mạng. Chiến thực khách mạng cho tem mình chết khá là nhiều luôn. 20 trong khi đó mình đã giết 10 mạng rồi. Tem mình chết khá là nhiều là mình khá là bối rối luôn em ơi. Mới quay là tem mình chết hết trơn. Ok, Khúc này thì Tachi khá là trâu rồi anh em ạ. Chạy hộ bạn ơi, chạy hộ. Tachi ban trụ luôn em. Rồi tem mình lại chết hết nữa rồi. Trận này tem mình chết hết 3-4 lần luôn em ơi. Ryuma có anti rồi, quay lưng lại giết nó luôn em. Hổ báo thì chúng tôi giết theo con lết chạy hết luôn em. Có một cái trừng trị nữa, phóng vô bật trừng trị xong hết chạy luôn em ơi. Cái đường đam của con Taara là cái giai đoạn này cũng khá là ngon anh em. Vừa trâu vừa đam nữa, rất khó chịu luôn anh em. 12 mạng lên cho mình. Trận này chơi hấp mạng khá là tốt luôn. Đúng rồi, solo các bạn. Nơi nào hết máu là nơi đó có ăn thôi nha. Ok, 13 mạng dành cho mình rồi. Cố gắng đẩy ngay cái trụ siêu cấp đầu tiên để cho có con lính bự bự ra nhanh. Trên mạng chết 3 rồi, trên mình mới chết 1 thôi, nên là cố gắng tận dụng lợi thế ưu thế nên mình đẩy luôn với cái trụ này nha. Ép luôn đường mid nha anh em. Thôi tên mình nó hết máu hết trơn rồi, mình cố gắng farm được gì farm anh em ơi. Mình sắp full đồ rồi, còn muốn sắp còn mà nó là full đồ anh em ơi. Giờ này mình farm cũng khá là nhanh rồi. Rồi, thì mình chắc lại chết đường trên đúng không? Cứ đi farm là tem chết, đi farm là tem chết thôi em ơi. Trận này để một mình thể hiện luôn. Cái đặc biệt đi đường này nhớ phải ăn được mùa đỏ dưới chân anh em, tăng cái độ làm chậm cho con tướng mình, cho nó làm chậm. Tại tướng mình không có độ khống chế nhiều nên cố gắng có mùa đỏ để gia tranh sẽ tốt hơn nha anh em. Hộ báo này bỏ nó lên vai. Ok ấy da, mình bật cái anti hơi trễ nha anh em. Mẹ nó mình bật anti sớm hơn là mình cũng chết rồi, không kịp mà nó 15 nó bán cho mình rồi. Tên mới chết 3 mà tên mình mới chết 1 mà tên mình vẫn không có làm được gì luôn, đi ban trụ sẽ chết luôn. Chơi khá là không hiểu ý luôn em ơi. Tên mình chưa rồi rạc quá. Ok, sắp lên được cái phòng bạn luôn rồi anh em ơi. Giờ đây là phút thứ 15 rồi, nên là ngồi cái combat mà chỉ cần ngồi là có thể là thua luôn nha anh em. Cố gắng combat thật thẳng luôn. Tay mình chết 2 rồi, tay mình chết 1, cũng đang còn lợi thế cho tay mình. Chết 2 luôn rồi, tay mình chết 3. Còn hai bạn kia chắc mình sẽ đối phó được mà. Chạy hộ bạn ơi. Nháy đèn với chúng tôi được. Nháy đèn với mình được. Lấy luôn cái trụ này em ơi. Cái rồi nháy đèn. tiếp theo rồi. Vẫn chưa lấy được trụ nha anh em ơi. Được con bùa để lép hồi xưa nè, bay vô lép này, còn một cái giấc hồn mạnh nữa nè, rồi đứng chạy thoát luôn. Rồi lép chạy khá là hay được xuyên hình quá, nhưng các bạn chắc không có nổi thôi nè. 15 30 của mình rồi. Ok, cái trụ nó ngay cái đây này, cố gắng ép luôn nha nè, các bạn xếp hai nè. Ok, thì mình chết bốn nha. Sau này mình sẽ kết thúc trận đấu này nha. Cảm ơn em xem đến cuối nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.